Được, 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 làm nhân vật chính để trong bữa ăn này. Vô cái phía cao này. Ây, cảm ơn cả nhà nha. Cảm ơn mọi người. Ô, anh Tiến Lệ vào là view tăng nhỉ? View tăng nhỉ? 5k bao rồi này. Ao thật đấy. Đây mới là view. Cái này là cái gì? Xoài. Xoài. Chị à, sao lại... Ăn cái này ngon lắm. Đẹp nhỉ? Bốc hồ. Nhìn đẹp quá, ăn nó lại thấy tiếc tiếc. Đã tiếc chưa? Đã tiếc chưa? Cái này là đã tiếc dữ chưa? Tuyệt vời. 5k3 kìa. Tuyệt vời. Vào view được thế đấy nhở? Hôm đăng like còn 4k mấy nhở? Anh Diễn vào một phát lên 8k mấy. Ghê trẻ. Đã 5k4 anh ơi. 5k4 rồi kia không đủ. Đã bảo là gọi là khi nào mà mình mà ăn ấy là phải ăn cho thật đẹp, ăn ấy là nhìn cái tướng ăn, cái nước ăn nó phải quyến rũ đấy. Anh thử bán cho nào thì là mấy lên 5k5 rồi kìa, bao suất nữa thì 16 suất nữa cả nhà ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 16 suất, vô trường 100k. Bao nhiêu? Vô trường 100k. Vô trường hẳn là 100k. Thế thì hết luôn bây giờ. Ôi trời ơi, 15 người đang ngủ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chị Linh Nguyễn lại 5 gói. Chà. Tức nhắn tin cho bà chị Linh Nguyễn nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị Linh Nguyễn là lấy về. Chị Linh Nguyễn và chị Trang Nguyễn. À Trang Hoàng. Được ạ. Lấy về tầm khoảng 2 chị phải cộng lại với đấy. Nhau phải gần 100 gói đấy. Chị một nhé. Ok chị Lan Nguyễn nha. Ăn theo kiểu phương Tây thì là... Ăn theo kiểu phương Tây thì là người ta sẽ... Chỉ nhắn trả lời tin nhắn của... 20 người đang mua. Cảm ơn các bạn nha. Ồ, 5,6 rồi, lên nhỉ. Đấy, ăn theo kiểu phương Tây là phải... Ôi, cắm cái dĩa vào mồm. Có cái củ pin dự phòng đó không nhỉ? Máy pin rồi. Pin về rồi. Được rồi mình. Diễn viên đang ăn rồi này, đi đổ cái đèn vào đầu. Dọa cả diễn viên. Tiên 5 ở nhà rồi nhé. Tuyệt vời. Mọi người là cứ mix cái bò khô với tất cả những cái món mọi người yêu thích sở trường đấy. Còn 16 suất nữa cả nhà ơi, nhanh lên cả nhà ơi. Ai mà lười thì đã có thể ăn không cảm được. Cảm ơn chị Lý Nguyễn nha. Được cái nhà. Đúng như mấy ông bà Hàn Quốc ấy. Ăn ngon tê. Ngon tê. Toàn. 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 Nói kiểu Hàn Quốc, diễn viên Hàn Quốc mà mắt lúc nào cũng bao nhiêu bao giờ 5k nữa nhỉ? Còn 4 ơi. Ngon quá. Ngon. Ngon quá. Ôi chưa, ngon không? Ngon không? Thế rồi. Mú lấy mú. Nói tiếng Việt Nam theo kiểu ngữ điệu của Hàn Quốc. Đấy. Không ai các bạn là không tin, các bạn là cứ gọi comment ở đây rằng là mình sẽ nói luôn bằng cái kiểu Hàn Quốc. Mô. Sợ gì chú ơi. Sợ gì chú. Này, nói nhẹ nhẹ thôi chứ phải biết. Ăn đi thôi. Ăn đi thôi. Ăn như này ngon này mọi người ơi, mọi người mua về mà ăn ngán thì ăn như này cho mình nhá. Đấy, ăn cho xoài. Chua chua ngọt ngọt. Hả? Cho xoài. Ăn cho xoài á. Ăn cho xoài có bị ngấy á. Đấy. Té hết vào đây rồi này. Hết rồi mà hết. Ngất hết rồi này. Nhìn mọi bóng đèn mà như kiểu mưa. Mưa phún đấy cả nhà. Ở đây có bóng đèn ấy, nhìn mưa mưa ấy. Ngon không? Cà phê pa. Chín gói cuối cùng đấy cả nhà ơi. Còn... Nhìn cái voucher 100k duy nhất này. Hết
hết 9 tháng trời này là về lại về giá là 575k đấy nha mọi người. Ô, ơi mình thì từ bấy giờ là toàn gắp xoài, Ninh thì toàn chơi thịt bò không để ăn thịt coi như ăn là phải ăn công bằng vào. Đây này, cái gì ngon thì mình ăn trước đi, cái gì ngon thì mình ưu tiên. Xoài bên kia ăn hết rồi, ăn cả xoài lẫn thịt bò này thì nó mới gọi là mix đồ ăn. Đây đây đi chơi có thịt bò không thì có gọi gì là trộn với xoài nữa. Chị sư, chị sư. Húp à. Ờ, cái Nhật đi. Ngon, cái Nhật đi. Nhật nha, khen ngon nha. Chào bắt đầu. Mitcha umai desu. Mitcha umai desu. Mitcha. Mitcha umai desu. Mitcha umai desu. Người Nhật người ta nói không nói với hú hảo. Itchamidade. Đâu? Itchamimade. Irasutaimase. Imachetabade. Là cái gì? Nghe kinh quá. Con phim Nhật Bản. Con phim Nhật Bản chả thế. Như kiểu tôn lĩnh như nào. Bê. Đỡ. Hả? Đây là bây giờ là mình sẽ ăn. Sao lại thay thôi à? Bê đỡ. Hai tay anh không đổ cái đĩa. Irasutaimase. Pache. Pache. Còn bao nhiêu xin là? 5 xô ạ. Đúng rồi, oxy cũng được nha. Nhưng mà người ta hay nhớ cả nhà ơi. Mực gói bao răng gác bếp 500g. 475k vừa đi ship cho cả nhà. Đúng 5 xuất cuối cùng nữa thôi, cả nhà nhanh ngay nha. Ăn theo kiểu phương Tây đấy hả? Cái đây là ăn lịch sự, ăn theo kiểu châu Âu. Chào, chào là tiếng Nhật là cái gì? Rất là rất là cãi nhau nha, người ta đang ăn theo không, kiểu cái gì mà tức giận đấy. Ôi cái gì đó tức giận là sao? Bakayaro. Ai cái đấy là Kubatawa là cẩn thận mất xe à? Ôi bỏ mẹ rồi hả? Xe bánh có thể đâu. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Yamete kudasai. Hôm ông Linh nha, hôm ông Linh có hai fan người Nhật Bản luôn đấy mọi người. Ông Linh còn bảo là Shiteru. Vẫn còn. Shiteru. Biết xem, tôi không? Shiteru. Bạn biết tôi à? Xong rồi người ta bảo là Shiteru. Shiteru. Mày biết tao ư? Biết luôn này, có hai fan người Nhật Bản luôn. Shiteru. Shiteru là thích riêng tư. là thích chụp ảnh cùng với cả Linh là chụp ảnh riêng tư. Shiteru. Anh Tiến có sang Angola. Anh có chứ? Thôi bây giờ học tiếng Nhật đi. Học tiếng Nhật à? Ừ. Sắp tới còn đối tác ở Nhật thôi. Giới thiệu bằng bản thân đi, Jiko Sokai đi. Nói nhau. Hajimemashite. Hajimemashite. He. Haji. Mọi người từ bấy là Hajimemashite. Vẫn còn 3 suất à? Để bán đốt 3 suất này nhỉ? Hajimemashite. Bán đốt 3 suất. Ba suất đang hỗ trợ 100k nha cả nhà mình nhá. Còn đúng 3 suất cả nhà kìa, nhanh đi. Watashi wa. Watashi wa. Lươn đấy. Mua. Katashi wa. Mua. Minasan, minasan katte kudasai. Mua thịt bò khô đi mọi người. Umai desu, oishii desu, mechcha oishii desu. Bò khô bán rất rẻ mọi người ơi. Đúng không? Quá chẳng luôn. Hả? Jasui. Kore wa jasui desu. Cô gia sư mua đi. Cô gia sư mua đi. Những ai là gia sư là mua thịt bò khô đi. Đấy. Tiếng Nhật nó là thế. Nó cũng đang bài mà. Watashi wa lươn des. Nó cũng là la lá tiếng Việt Nam thôi. Watashi wa lươn des. Nói đi. Ăn ít thôi. Người ta một câu một thôi. Ăn ít thôi. Lệ bảo Linh ăn ít thôi. Thôi à. Ăn ít thôi. Watashi wa lươn des. Linh ăn ít thôi. Nói như anh đi. Watashi. Thế anh. If you do dây, đứt dây, you die. Được anh cũng phải như thế. Đúng thế đấy nhỉ? Ừ. Đã. Đúng hợp lý. Nếu bản năng của tôi là tôi sẽ chết đấy. Không. Đứt dây thì mình đu. If you. If you là gì? Em có thể nói cho thầy biết được không? À. Ở đây chúng ta chia ra hai ngôn. Động từ, tính từ, danh từ. If you do dây là nếu bạn là đu dây ấy. Đu dây nhá. Đu dây là nếu bạn đu dây. Đứt dây. Cái dây bị đứt đấy.
You die. là bà chết. À đúng rồi. Hợp lý. Tiếng Anh đó. Ô, anh tiện giỏi tiếng Anh à? Ôi, trình độ đấy. Bài cho em vài câu đi. À mà thôi, mình bây giờ dạy xong học lỏm hết. Còn bao nhiêu suất nhỉ? 2 suất ạ. Còn 2 suất mọi người, còn duy nhất 2 suất nha. 2 vô chờ 100k nữa. Duolingo. Duolingo mà học. Chứ Duolingo trả tiền à? Trả tiền cho nhà lẻ à? Không. Em phải sang phòng khác. Cười con nào cũng nghỉ. Duolingo hả? Duolingo. Một ôi đấy. Các bạn này này, bạn này hiểu mình một cách rõ rệt luôn. Bạn chỉ cần nghe mình nói tiếng Anh thôi là bạn đã bảo là anh Tiến là cái gì? IELTS 11.0. 11.0. Chính xác luôn. Chuẩn luôn. Thôi nói thêm vài câu tiếng Anh nữa đi anh. Hết rồi, hết em vô chờ 100k đấy mọi người ơi. Hết vô chờ rồi. Hết vô chờ cả nhà nhá. Có phải là chị Ly Nguyễn lấy nút. Ờ chị Nguyễn đấy rồi. Cảm ơn chị Ly Nguyễn nha. Cảm ơn chị Ly Nguyễn ạ. Cảm ơn chị Ly Nguyễn ạ. Nếu mà nói tiếng Anh mình đừng nói cái kiểu là thank you như này thì nghe nó rất là bình thường. Thế thì đang còn cho mọi người thêm vô chờ 80k đi. Mình nói xin thêm 100k nữa. Mình nói tiếng Anh mà thank you đấy là rất bình thường. Mình phải nói cái ngữ điệu đấy, ngữ điệu của tiếng Anh. Thank you. Khi mà gặp ai thì mình phải nói ngữ điệu như thế thì người ta mới không phân biệt được mình là Tây hay ta. Đấy, ví dụ gặp các bạn đi vào đường, hello. Đấy, nói hello xong này, how are you. Đấy, nói nó phải có ngữ điệu như thế. À, đấy. Có ngữ điệu thì mới hay. Mọi người lên cho mọi người thêm what do name kìa? 50 suất vô chờ 80.000 nhá. What do you name? 50 suất vô chờ 80k nữa nha mọi người. À, mình thêm 5 bao nhiêu? Khổ lắm. Chưa ăn. 495k nha mọi người ơi. 495k nha cả nhà. Dạ chưa... biết là 675k nha. Lên cho cả nhà 50 suất thôi nhá. 50 suất. 50 suất nữa. Rồi, trong 50 suất nữa thì anh em mình cứ ngồi nói chuyện, trao đổi về cái gọi là cái ngôn ngữ, về cái ngoại ngữ học vươn tầm quốc tế. Hai ông thử nói tiếng Bồ Đào Nha đi. Thôi nói à, hiểu đi đâu mà. Mọi người ấy nói tiếng gì cũng được. Mà các bạn nói tiếng gì được. What What's it? Cái gì? Đâu rồi? Đâu rồi? Các bạn cứ hỏi tiếng Anh được, mình trả lời hết bằng tiếng Anh cho các bạn xem. Đây. Đâu? Đây. Đâu? Ừ, what đây. Cái gì? Hey, what is? What is your father's name? Đấy là bố bạn tên là gì? À đúng rồi. Đó, giỏi phết đấy nhở? Thì ghép vào, hiểu không? Ô, giỏi còn gì nữa? Học hết lớp 6 mà giỏi. What do you do? I now do, không thích do idol. I know do, và tôi không thích do idol. Đấy. Có phải là ông này vào do idol không? Không phải. À. Ừ. What is, what do you do? À. Là mày do idol à? À. Có phải đâu mà. Hỏi mình là do idol à? À. Không, mình không do. Rồi. Đúng như đấy. Này hấp lý ấy. Do you love me? Cái gì ăn trong nhà đây à? Đang thấy cái người tuyệt đẹp đấy. Đâu, đang vừa ăn à? Vừa trao đổi kinh nghiệm. Ăn rồi thì bò cũng mồm nha. Ăn rồi ăn rồi là thả mọi ra. Mọi người ghen kìa, mọi người ghen này. You so exciting. What do you hear? Là bạn từ thế giới nào đến? À? Đúng không? Bạn từ thế giới nào đến đây? À, hành tinh nào đến đây? 50 suất voucher 80k nha cả nhà. Còn là, vâng, mọi người là vừa xong mã này là nghỉ. Vừa nghe là trao đổi về cái tiếng Anh đấy. Vừa trao đổi về cái cuộc sống càng hàng ngày. Ướt như này nhỉ? Ừ. Ướt nhẹp luôn đấy. Thế ông phó giảng đưa chị này. Tiếng bồ á thì phải có Lindo. Kiểu ăn nhả ấy. Bạn các bạn hỏi câu là khó hơn đấy. Khó hơn đấy. Ồ, cái đẹp đấy. Đấy, vừa hỏi là mọi người là cùng mua nhá, cùng hãy bấm vào nút mua đây này giúp ơi. Dạ. Em cho anh lên lại cái màn hình một tí để cho các bạn vào bấm nút mua để đang còn cái hỗ trợ là 80k đúng không? Đang hiện à? Đang hiện. Em cứ bấm hiện đi, hiện lại liên tục luôn. Giá niêm yết là 675k, giá bán tuyên hay là 575k. Hôm nay cho thêm 50 cái voucher 80k nữa là còn 495k nha mọi người ơi. Nửa ký bò giang gác bếp đặc sản Nghệ An à? What how toilet to do?
3, 2, toilet là muốn đi toilet đúng không? What là cái gì này? How là hàu này. Toilet. Ủa ôi, ăn hàu là bị đi toilet đúng không? Chỉ có thế thôi, ăn hàu là bị đi toilet. Ôi, mình ăn thịt bò khô này. Ăn thịt bò khô là không bị đi toilet này. Giò hàng bị gì á? Không, đang lên mà giò hàng không bị gì cả. Còn bao nhiêu suất nữa nào? Thấy không? Đây, đây, này, ông tiến thật. Đấy, trình độ tiếng Anh cũng phải như thế. Nổi. Còn 25 suất nữa cả nhà ơi. Đúng là voucher 80k là 25 suất thôi nè. Còn duy nhất 25 suất voucher 80k nữa nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay cho vào giỏ hàng cho hoàn tất đơn. Nhanh tay bấm vào nút mua ở phía dưới nha. Phía dưới đây này, đấy, đấy đúng rồi. Còn 23 suất. Còn 23 suất. Diêu sâu funny. Là gì? Đâu đâu đâu, anh phải nhìn chữ cơ. Anh em phát âm chưa chuẩn. À chưa chuẩn. Không nghe chuẩn. Chưa được. Nghe nó không nghe nó không chuẩn. Không chuẩn. Nhìn chữ. Listen. Nó phải chuẩn. Listen không hiểu phải không? Listen đâu hiểu. I listen and you đâu hiểu. Latter. Sao là I listen? Em nói không đúng điệu. Rồi. Chả có cái ấy kìa. I need to know hiểu. I need know hiểu. Know hiểu. Cái từ hiểu đấy nói tiếng Anh là hiểu. À, bỏ dấu đi. À? Bỏ dấu đi. À, tiếng Việt là hiểu, còn tiếng Anh là hiểu. 10 tiến suất nữa thôi. 10 tiến suất nữa nha. Giá của nó là 495k nha. Giá niêm yết là 675k nha mọi người ơi. Riêng mình mà đi máy bay mà gọi đồ ăn nha. Ăn từ sáng đến tối luôn không hết. Đã đâm ngón chỉ đúng không? Đấy, chỉ ngón này, ngón này. Đấy. Đấy, tua từ menu xuống như thế. Đây là nghĩa là cho tao 3 món này. Món này, món này, món này. Cứ học chỉ thôi. Đi tiếng Anh, à đi máy bay mà nói tiếng Anh mỏi hết tay. Chỉ với lắp đầu gần cái nhà thôi. Mỏi hết cả tay cả đầu. Anh... Quốc sĩ hoang này. Water thì lọc nước lọc thôi. Water nước lọc rồi. Đấy, ai chả biết. Ai chả biết. Đấy, ngoài tham khảo cái tiếng Anh 11.0 của cái gì nhỉ? IELTS 11.0. Đấy, thì mọi người là trong khi là trao đổi về cái kiến thức tiếng Anh của mình nói riêng. Đấy, giờ toàn comment mọi người tiếng Anh không? Không, thoải mái, cứ comment tiếng Anh thoải mái. Đây là tường ở nước ngoài ấy nhỉ. Apple man. Sang hẳn cái nick nhỉ. Apple tiếng Trung này, tiếng Anh này. Say. Đắc chỉ idol quốc tế đâu. Đấy. Người ta vào cái là người ta nhìn. Ui cả tiếng Hàn nữa đấy. Nhỉ. Nhìn nick uy tín luôn. Căn bản là mình nói tế đấy. Mình nói tiếng Anh theo kiểu của mình để người nước ngoài vào là Khám cha mi ta. Ờ cũng biết nhỉ. Ồ. Cảm ơn Hamita. Cảm ơn Hamita. Chỉ đi Hamita được, ngắn gọn thôi. Dài quá. Arigato. Arigato. Nhỏ hơn thôi đâu. Bên kia thì mình thì chê bên kia tối là về là cứ mua. Bên này kém gì đâu. Bên này còn hô to hơn. Bên này còn 13 suất. Mua. Còn 13 suất nữa cả nhà ơi. Mua là tiếng Anh là buy. Bye. Mua nhiều. Mua nữa đi. Bye. À bye. Bye. Mui tù bye. Đấy. Mà đúng rồi nha. Đấy. Bye. Mua nhiều. Bye. Có đúng nhỉ? Bản xóa đấy. Bye là cái bản xóa đấy. Không phải là ấy à? Không phải à? Không phải là mua. Bye với bản xóa. Bye là mua mà. Cái bài ấy. Cứ hỏi tiếng Anh là chỉ độ lên. Trời ơi. Học với lớp 6 mà. Học lớp 6. Nhà gần trường dạy tiếng Anh mà. Biết hết nhở. Nhà gần trường là dạy tiếng Anh mà. Đấy là ngày xưa mình chỉ đi học nỏm thôi đấy. Mình còn biết như thế. Treo hàng rào học nhá. Treo hàng rào nhá mà còn đỗ. Ghi từng chữ một vào trong vở. Ngày xưa mình làm gì có tiền đâu. Còn đỗ tiếng Anh 11 chấm. Đấy là treo hàng rào đấy. Còn ngồi trong lớp tử tế thì ngày xưa có thể làm gì có tiền đi học đâu và ở đây tiến kể buy a lot là mua nhiều á lắm học tiếng Anh ấy
Buy a lot có tiền đấy này, bà này bạn bảo là buy cứ đến giờ lớp vào học là cứ lấy bút đây cửa ấy, viết từng chữ một mà. Dư số đợt mà cái tờ giấy đây mưa ướt rồi. Đây này. Mà cố chảy mưa về để phơi. Dư số qua cái chữ đấy. Tại vì ngày mai là không, nếu mà sót một chữ thì không biết là cái chương trình nó đi đến đâu rồi. Đấy. Dư số hen xăm linh. Đấy. Bạn là người đẹp trai linh ạ. Hả? Dư số hen xăm linh. Tiếng Anh là lạ nhỉ? Oh, you eat it, you eat it rồi mà ăn. You eat it. You eat it à? Ăn, ăn là ít à? Thế thì bảo, thế thì bảo là ăn ít thôi à? You eat it. Rồi, vừa rơi miếng nào quên mất rồi. Ồ, xong rồi, biết ngay mà. Nãy giờ ăn ra toàn nhả ra đây thôi. Mình ăn mấy miếng ướt ướt rồi mình biết rồi. Làm gì có bò, bò răng gì mà ướt thế này. Cho vào mồm nó rơi xuống. Đây, nhưng mà tìm được thủ phạm rồi. Yên tâm không, đây đây rồi. Con có 6 suất cho cả nhà mình nhá. Còn duy nhất 6 suất. Còn duy nhất 6 suất cho cả nhà ơi. Hết rồi đi ngủ thôi. Vâng, chưa hết bốc sơ. Sẽ mời bán sẽ tiến thiên tài bốc sơ. Úi dồi ôi. 40 suất bốc sơ. Bán 40 suất bốc sơ nữa. Quần áo và thuê diễn viên cả buổi tối. Anh xong là bảo viện đây. Bốc sơ nhà em một mà. Một đứa bò không thấy anh ai bốc sơ đấy. Xong bảo là thôi đi bán xong live stream thì đi ăn đi. Thì để, bây giờ bảo là thôi anh vào ăn nốt cho hộ em cái đĩa bò xoài không tí đổ đi nó phí. My destiny kìa. My destiny. 40 suất bốc sơ. Hết hết bò chưa? Hết bò chưa? Ngay xong mới ghi bốc sơ đi. Hết rồi đúng không? Cái này là lúc ấy anh nói phun nhiều nước bọt vào đây rồi tí đừng ăn nhá. Đừng có nói. Để vào tủ lạnh mà ăn nốt, anh ăn nốt. Đấy, mình phải dặn dò các em mình đấy. Đại diện đấy, thương hiệu bốc sơ nhà mình, chủ tịch ơi, em đề xuất là anh Tiến là đại diện bốc sơ nhà mình. Bán gì ba? Vâng ạ. Một mấy số thì anh Tiến hồ cái hết luôn rồi. Xì ba? Vâng. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Very good. Mọi người đã sẵn sàng từ mà đang hút từ bò khô một phát chuyển sang xịt luôn, nó ngược đời như thế. Bao nhiêu suất nữa? 40 set. 40 set này. Kim luôn. Kim. Kim. Thì nữa là 320k, hôm nay còn 209k. 40 set. 1 set. 40 set xịt đúng không? 1 set 3 cái. 1 set 3 cái. Đấy, có xịt luôn. Ngồi bán xịt luôn. 40 suất. Gặp lại. Em ghi vậy. 40 suất nhá cả nhà mình ơi. 1 suất là 3 cái. Màu ghi. 2 đâu đi 9k. Màu đen. Và màu xanh tím than, 3 màu mặc rất là sạch sẽ luôn. Mà giá bây giờ đang chỉ còn có 209. 209 chia 3 là tính ra là có gần 70.000 một chiếc. 68.000 một chiếc. Yeah. Rồi, mặc mát mẻ, mặc mát khắp nơi. Con tên ngủ. Giá niêm yết là 320k nha mọi người ơi. Đưa chân đây, lấy cái chân đây. Đáng lẽ là 320k đấy. Và bây giờ là mình và ăn hết cái đĩa xoài kia rồi thì các bạn để cho cái giá gọi là cái giá 205k đúng không? 209k là có 60 mấy. Bây giờ là content ngủ nhá. Giờ vào ngủ thôi. Đâu, content mới. Content mới. Ôi, nhưng mà ngủ như này có ai mà mua đâu. Mọi người phải bấm vào nút mua để anh em mình ngủ nhá. 80% polyamide ạ. Nói đi. Chất liệu là 80% polyamide, 10% polyester và 10% sợi spandex nha mọi người. Mai Globoly chống xước. Chống xước luôn à. Mồ hôi cực kỳ tốt, kháng khuẩn siêu tốt, co đồ co giãn đàn hồi cực kỳ tốt. Giặt không bay, không ráo, không xù khi giặt máy nha mọi người ơi. Nhưng mà ưu tiên là những người mà hay ưu tiên là giặt tay nha mọi người, giặt tay nha. 100 cân còn thế không giặt máy à? 100 cân giặt máy cũng được, giặt máy cũng không bay ráo không xù, nhưng mà giặt tay đồ bikini thì nên giặt tay giặt riêng ra ấy thì nó sẽ tốt hơn, đúng rồi, nó sẽ tốt hơn. Các nhưng cái đồ mà, bikini thì mình giặt bằng tay riêng rồi mình phơi rồi, riêng ra đấy. Nhưng mà bởi vì là chất liệu của bên mình là kháng khuẩn rồi cho nên là mọi người giặt máy giặt cũng ok nha, không sao hết. Chống xước kiểu chống xước màn hình đấy. Đúng không? Sao lại chống xước? Xước thì hỏi chị Minh sẽ giải thích cho anh Tiến. Chống xước là như nào?
những loại vải khác ấy. Tay cầm vào chỗ khác đi, cầm vào cái đây, cầm vào đây. Không, nhưng mà nó liên quan đến cái chỗ này. À. Vâng, chống xước ấy là cái vải của mình ấy, nó sẽ, nếu như mà vải không tốt, nó sẽ khiến cho cái da vùng nhạy cảm của mình nó bị xước ạ. À, chống xước da. Vâng, chống xước da. À, chống cái xước cái chỗ cần bảo vệ ấy, chứ không phải là xước quần. Đúng không? Vâng. Đấy. Bé ơi ngủ ngon ơi về. Ôi nó xá xá từ bấy giờ là vẫn chưa có ai bấm vào lúc mua cả nhà mình ạ. 29 ạ. Đấy, còn à, còn bao nhiêu xuất đơn ơi? 29 ạ. Từ 40 xuất và bây giờ còn 29 à? Vâng. Thế là vậy là bán được bao nhiêu xuất rồi? 11 ạ. À 11 xuất à? Rất khổ đấy. Bây giờ là mình mải mê học tiếng Anh quá, đâm ra là quên mất cả cộng trừ nhân chia. Sếp làm con đen là tôi đang ngủ mọi người đồng hồ cô được à đâu thế bây giờ đấy cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá, cảm ơn 14 bạn đang mua nhá, vừa nói ra vẫn vào mua luôn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đấy, lại thêm 7 người nữa đang mua kìa. Ôi Đức ơi nhiều người mua chứ nhiều, ôi nhiều người mua quá, cho bé 3 tuổi phải không, đây đang ngủ nhìn ngủ thương ghê, dậy đi không ai mua đâu, dậy đi. Ôi lại thêm 10 người, ôi tạm 18 người đang mua tiếp rồi, ôi cảm ơn các bạn rất là nhiều, chỉ có 208k 09k thôi. 209 là chia 3 là bao nhiêu? 68.500. 68.500 một chiếc xịn như thế này thì quá là tuyệt vời luôn. Quá là hạt rẻ luôn, quá là rẻ luôn. Cảm ơn các bạn nhá. Mặt bằng chung thị trường. Ui lại thêm 8 người đang mua kìa. Vâng, mặt bằng chung thị trường một chiếc quần này chỉ có 150k, nhưng mà ở đây với chất lượng tương đương trong phiên live ngày hôm nay chỉ còn gần 70k một chiếc quần ạ. Dậy đi, có nhiều người vào mua lắm, dậy đi mà xem kìa, dậy mà xem kìa. 6 người đang mua. 100% tất cả các sản phẩm của Quang Linh Store đều là sản phẩm của người Việt, do người Việt sản xuất mọi người nha. Người Việt ưu tiên hàng Việt Nam. Đấy, nâng lưu đàn chim Việt, đúng, cái gì cũng nâng được, cái gì cũng lưu được. 69,6k. Sản phẩm này được bảo hành 90 ngày mọi người ạ. Mặc rách mặc nát 90 ngày thì vẫn có thể test đi chú, test luôn. Vâng, test luôn ạ. Test luôn. Mặc cả quần dài luôn, test luôn. Test luôn à? Test luôn. Không chuẩn bị ạ. Thôi còn mấy nữa đâu để cái tiếng mà bán. Đấy. Đấy, mình mặc cái quần dài nhất vào xịt vẫn ngon luôn được. Ừ, đồ có giãn cực kỳ tốt nha mọi người ơi. Cực kỳ tốt luôn, được chưa? Ok chưa? Kiểu các bạn thấy uy tín chưa? Đã có thể bấm nút mua được chưa? Anh đấy. Có phát lên luôn, lên đơn luôn. Đấy các kiểu này. Đây đâu? Xé nào? Xé nào? Xé đi. Xé lên tí. Xé đi. Cho hai cái mông cứ đó. Xé thoải mái đi. Đấy. Thôi bye đi mọi người bye đi. Bye đi. Bye bye đi là mua nhiều, bye bye là mua nhiều. Đấy. Hết rồi đưa, hình như anh thấy sắp hết rồi sao ấy. Ôi 11 xuất cuối cùng. Cảm ơn bạn gì này, đây là bảo là mặc thích lắm này. Cái này, chất liệu chất này là chất liệu polyamide bên cả polyester bên cả spandex và 10% spandex. Mặc mát thôi rồi luôn, mặc mát cực kỳ luôn. Đấy, kể cả mùa đông mặc cũng mát, mà mùa hè mặc cũng mát. Rẻ đó, 69k là quá rẻ luôn, 69k quá rẻ luôn. Siêu siêu hời luôn này mọi người ơi. Nếu mà như mình là nhịn 3 hôm ăn sáng là mua được 3 chiếc. Đấy, mỗi hôm là ăn bát phở 70.000. 8 suất anh ơi, 8 set nữa thôi. 8 set nữa. 8 set nữa thôi. 8 set nữa thôi, 8 set cuối cùng thôi. Cảm ơn cô. 40 phút nữa à? 4 phút rồi. Còn 4 phút nữa là bọn mình sẽ xuống like nha mọi người ơi. 4 phút là xuống like cả nhà ơi. Đâu, 5 phút nữa xuống like, còn 4 phút nữa là để cho mọi người là đặt hàng thành công, hoàn tất đơn hàng mua cho bé xịp Quang Linh nâng niu đàn chim Việt. Bye ở đây là mua chứ không phải là bye bye đâu. Khi nào là bye bye mới là tạm biệt đấy, bye bye thì mới là mua đấy, mua đi là bye bye. Rửa tay chưa mà vuốt tóc Linh kìa. Ôi quên này. Ui giời ơi, em chán thật đấy, người ta ăn bằng dĩa bằng thìa thì bye bye đi, bye bye đi, đúng rồi. Hết rồi, như là hết rồi, sao nhỉ Đức nhỉ? Em trách nhã. Bốn suất cuối cùng, bốn suất cuối cùng, bốn hộp cuối cùng. Còn bốn chất nữa thôi. Bốn hộp thôi, nhanh tay nào, nhanh tay nào, các anh chị em ơi. Đấy. Chồng của cái gì? VT, nhanh quá. Ừ, hỏi những câu hỏi khó quá. Anh Tiến và Quang Ninh bao giờ mới về Angola lại? Chắc là đuổi.
Ôi chưa đi, vẫn chưa đi được đâu đâu mà đã đuổi rồi, đuổi với Angola rồi. Ừ. Chỉ mua khi anh Tiến mặc thử. Lê Thảo á, anh vừa mặc thử rồi mà. Em chứng tỏ là Lê Thảo vừa vào xong. Lê Thảo vừa vào xong. Ok, mặc đi ngủ được không? Ờ, mà cái này mặc đi ngủ thì thoải mái luôn. Mặc đi ngủ thì là đúng là tuyệt vời luôn. Nó thay thế cho cái quần ngủ luôn. Nó bởi vì là nó co giãn rất là tốt đấy. Nó co, không những co mà nó còn giãn nữa cơ. Đấy. Nhưng mà nó không bị giãn đấy. Co giãn nhưng không bị giãn, không bị xù. Đấy. Mặc lúc nào là cũng mịn, không bị xước gọi là đàn chim Việt. Đấy. Bảo vệ đàn chim Việt rất là tốt. Đấy, nôm na là như thế. Mặc quần này có người yêu không anh Tiến? Úi giời. Em mà mặc quần này và chỉ mỗi mặc cái quần này, nó không mặc quần dài đi tán gái thì đầy người yêu. Nóng quá. Chứ phòng ngay gì mà chả có điều hòa thì mà nóng lên. Hết tiền à? Hết tiền ở đâu mà mua điều hòa? Anh bán lốt 4 suất thì là có tiền mua điều hòa. Còn 4 suất nữa từ bấy chưa anh mua. Ôi, kỳ mua vậy. Đấy đi cả nhà ơi, mua 4 suất đấy đi, nhanh nhanh để chở anh Tiến về cái. Chở anh Tiến còn lại xong xa là mai em lại đón đấy. Xong rồi. 4 suất mà không ai mua là xong rồi. Thế là coi như là toang rồi đấy. Đại sứ quần boxer nhà Quang Vinh được con là người phá kỷ lục về bán xịp mà bây giờ 4 suất mà không bán được thế là toang. Đấy, xịp nhà em là chất liệu là đây mắt của này kém quá. Đấy 80% poly gì vi sai à? Dạ 80% polyamide, 10% polyester, 10% spandex ạ. Mát mịn.